Hello, xin chào các bạn. Đây là một cái vlog mới của mình. Nhưng mà bọn mình không được đi. Đi nhỉ? Sợ. Ốm. Ốm đây, bây giờ mình sẽ giả vờ ốm. Giả vờ ốm để được đi Mỹ. Đi. Đây là ba cái vali. Đi đến đó thì chỉ được phép mang vali 23 cân. Mỗi người 2 cái. Và cân xong và ok, không cái lao thừa. Dạng vài anh em 8 giờ dậy sớm nhé. Nghe nhà. Ở nhà cho cháu ăn nhá. Quay lại nhà ga quốc tế. Chuyến đi này mình đi độ hơn 10 ngày và đi cùng đoàn của công ty tài trợ. Vừa qua cửa an ninh xong, ra cổng chờ để đi đến Đài Loan các bạn ạ. Mình sẽ transit ở Đài Loan. Đây đoàn đã mua cho mình 3 hộp xôi, nên là tiết kiệm được ít tiền mua phở sân bay rồi. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là chai nước 120.000 ở sân bay quốc tế. Uống có vẻ là nó sẽ ngon hơn bình thường. Đúng là nước 120.000 đáng tiền thật. Đây chính là con máy bay sẽ chở mình đi Đài Loan. Hãng Eva Airlines. Đây là khoang hạng nhất này, khoang thương gia này. Ôi, lên vắt có rượu vang uống luôn ạ. Chất thật, 70 củ đấy. Đồng dã man. Có gặp tiếp viên Việt Nam. Không. Đây có mì bò bánh trắng miệng hoa quả. Ok, mì ăn gì ấy? Cơm à? Đây là suất ăn 5 sao. Cơm bò. Còn bác là mì. Đây là mì phô mai các bạn ạ. Sốt lấm và tôm. Ok. Ui chết rồi. Rồi mẹ cái dịch bạc. Biết thế gọi con mẹ cơm bò ngon hơn. Nói chung là mì Hảo Hảo Việt Nam vẫn là số 1. Mình vừa đáp xuống sân bay Đài Loan rồi các bạn ạ. Đây chính là lần đầu tiên đặt chân đến Đài Loan. Vâng, và vừa kiểm tra an ninh xong, bây giờ mình sẽ ngồi đợi và tối nay 7 giờ bắt chuyến tiếp theo. Nghe thích con xe này này. Đây là khung cảnh bên trong sân bay Đài Loan. Đây là các bạn này. Mẹ biết Đài Loan là nổi tiếng về cái gì không? Có mì bò Đài Loan và trà sữa Đài Loan. Đây, bố mình thì vừa mua một hộp bánh mochi
330 tệ, tính ra là 250. 250 hộp bánh này. Tự động hết. Ở sân bay Đài Loan. Nó có châu tiền này. Hay không? Hay phải. Cho bao nhiêu tiền đây? Nhưng mà tiền nó phải tiền đài cơ. Ừ, chắc là tiền mặt đài. Mình có tiền đài. Máy pha cà phê robot này. Là thả tiền ở kia. À. Xong rồi nó máy nó pha xong con robot này. Nó đặt đây. Đặt ra đây cho mình đấy. Cho mình cầm. Hay nhở. Rất là độc lạ luôn. À, đây là khung cảnh bên ngoài của sân bay Đài Bắc. Nhìn nó cũng lá lá giống sân bay Nội Bài đấy. Nó cũng có hai tầng, nó cũng tầng trên tầng dưới đấy, đúng không? À, đây có rạp chiếu phim này. Đang gọi điện về Việt Nam từ Đài Loan. Có nhà không? Không có nhà. Thế thôi, để lúc khác gọi nhá. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi dạo một phòng của sân bay Đài Loan. Đây, ở đây chúng ta có thể thấy món đặc sản mì bò Đài Loan trông ngon phết các bạn ạ. Được đấy. Trong này có một bánh tự động này. Không hiểu sao rất là vắng nhá các bạn nhá. Các cửa hàng đóng hết rồi. Bên này thì có những cái shop rượu và những món đồ thời trang. Ây da, anh Giai nhà mình đã thấy ở trong shop rượu này. Tìm được gì chưa? Xem. Chán. Nhưng mình đã bắt đầu ngửi được mùi vị của đồ Trung Quốc. Ngon quá các bạn ạ. Thơm đấy. Thơm dã man. Ồ, đây có một quán mì bò Đài Loan này các bạn ạ. Chúng ta phải gọi vào đây ăn thôi. Ồ, dưới đây rất nhiều tiệm mì bò Đài Loan nhé. Trông ngon và là... Ôi thề, cái sân bay này nó sâu vậy ấy. Sâu cực các bạn ạ. Đi mãi đâu hết. Thề đéo đi được hết đâu. Quay lại ấy. Nhìn nó sâu vậy đấy. Sâu quá các bạn ạ. Quay đầu thôi. Đây, mì bò Đài Loan. Ăn ở sân bay. Ăn chống đói, ngon phết. Chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên máy bay để sang San Francisco. Hẹn gặp mọi người lại trong 12 tiếng nữa. 12 tiếng nhỉ? Bye bye cả nhà. Tạm biệt Đài Loan. Đấy, mẹ thấy khoang hạng nhất chưa? Như thế này. Nó ngả được nhiều mà. Ngả nhiều. À, cái máy bay này thì ở giữa nó có thêm một hàng nữa, à một ghế nữa. Thì bốn ghế. Còn con vừa nãy là ba ghế. Và wow. Xuống sâu dưới đáy xã hội luôn các bạn ạ. 60 rồi, 15 hàng nữa. Wow. Đúng là dưới đáy xã hội thật mà. Đây là sân bay Đài Loan về đêm. Ở đây trên bong. Đêm nó đâu mò lên đi làm. Chặng đường tiếp theo sẽ bay 12 tiếng. Sáng mai mình sẽ đến San Francisco là lúc 3 giờ chiều. Và theo giờ Việt Nam tức là lúc đấy mới là 6 giờ sáng.
hơi bị ngược giờ nhở. Mình có lẽ chắc sẽ bị lệch múi giờ, có lẽ là sẽ rất khó ngủ, không quen lắm. Như các bạn nhìn thấy thì trông nó vẫn giống buổi trưa, không khác mẹ gì. Tối nay thì mình chọn cơm gà, có một món nữa là bò khoai tây, thì mình chọn cơm gà. Đây có cơm này, thịt gà lấm, gừng hồng đấy. Đây có salad, mấy miếng hoa quả. Đây có cái bánh mì, và đây là cái bánh mocha, boom mochi gì đó. Ok, giờ mình sẽ tiết mục ăn thôi. Ăn nó cứ thế đéo rồi, không quen. Thấy sao mẹ? Ăn được ra gì không? Tạm được à? Đây như kiểu là salad hoa quả này. Salad lạ lắm các bạn ạ. Các bạn ơi, 12 giờ nhìn trời sáng quắc luôn, bình minh luôn rồi đấy. Mới có 2:30 sáng mà trời sáng quắc bình minh luôn, quá là hay. Good morning cả nhà. Hết chuyên mục ngủ và bây giờ lại đến chuyên mục ăn. Đúng rồi, 12 tiếng trên máy bay chỉ ngủ mới ăn nữa, chả làm gì ha, xem phim nữa. Và xin giới thiệu món ăn sáng nay, lại có cái bánh mì huyền thoại này. Và đây là khoai vại, nó gọi là cháo tôm các bạn ạ. Cháo tôm với bí ngô. Nói chung vẫn không quen ăn được những cái vị món ăn Đài Loan, hơi khó ăn. À mẹ, nếu mà có ruốc cho vào đây, cháo ruốc luôn. Để trong vali hết rồi. Nó cho gừng ở trong cháo á. Bọn Đài Loan kiểu thích ăn gừng nhỉ. Cái gì cho gừng? Cái gì mà nó cho gừng, cười thật. Xin chào các bạn, trước mặt chúng ta đã là nước Mỹ rồi. Nhiều mây quá. Đây rồi, nước Mỹ đây rồi các bạn ơi. Cường quốc số 1 của thế giới. Vâng, và đây chính là vịnh San Francisco các bạn ạ. Đây, con đường bé xíu. Dưới thấy xe cộ chạy sân bóng á. Các bạn thấy sân bóng của Mỹ chưa? Ở đây rất chi là ít nhà cao tầng nha các bạn nhá, không xây nhiều nhà cao tầng đâu. Đó. Bên bờ Tây này này. Chỉ có bên bờ Đông và bên New York thì rất nhiều nhà cao tầng. Còn bên bờ Tây này thì có Los Angeles thì nhiều nhà cao tầng, còn lại thì họ xây nhà rất là thấp. Mình chưa hề thấy một bóng dáng của một cái nhà cao tầng nào luôn.
đường cao tốc của nó đây. Nhìn thấy chính là trông to phết các bạn ạ. Mà không biết cái ở giữa này nó là cái cánh đồng gì nhỉ. Trông rất là đẹp nhá. Có khi nào đằng xa xa kia chính là cái cầu Cổng Vàng không các bạn? Chuẩn bị hạ cánh rồi. Nhẹ thế. Hạ cánh rất chi là nhẹ luôn nhá. Vâng. Không có wing một cái. Rồi, chào mừng đến với nước Mỹ. Đây, sân bay rồi đây. Đây là nhà ga hàng không của San Francisco. Đây rồi, chúng ta đang từ đáy xã hội đi lên. Và đây là khoảnh khắc chúng ta chính thức bước chân vào đất nước Mỹ. Ồ, đây là cái gì đấy? Xe gì đó. Welcome to United States of America. Đây đang gọi cho vợ này các bạn này. Con bẻ lửa cái ngâu ra. Bẻ một nửa cho nó, con lấy một nửa bên nữa. Ừ, San Francisco rồi các bạn này. Bye bye. Bye bye. Trông đẹp vậy. Đây là cảnh sân bay của San Francisco các bạn ạ. Ở đây gần tối rồi nhé các bạn nhé. Hello, xin chào mọi người. Tôi đã đến Francisco. Chính thức đặt chân vào Mỹ. Chân của nước Mỹ. Đây là đoàn của mình. Cái này chậm hơn Việt Nam một ngày. Hôm nay ở Việt Nam là ngày 18. Thì ở đây mới là ngày 17. Bây giờ ở Việt Nam là 8 giờ sáng. Thì bên này mới là buổi chiều. Chiều hôm trước chậm hơn một ngày. À, bên ngoài lạnh phết các bạn ạ. 16 độ. Và đang hơi hơi mưa. Đây khung cảnh bên ngoài sân bay. Các bạn trông có thấy giống sân bay Nội Bài không? Đây là quang cảnh bên ngoài sân bay Mỹ. Này vừa mưa xong các bạn ạ. Đây, xe đưa đón đoàn này. Trong thành phố là mất khoảng, nếu bình thường ta đi không chạy xe được khoảng 20 phút đến 30 phút. Còn khi chạy xe thì cả tiếng đồng hồ ra khỏi trung tâm thành phố. Bây giờ thì chương trình của chúng ta ngay buổi tối mình đã ra ngoài cao tốc là kẹt xe rồi ha. Cái sân bay này nó kết nối rất tốt với lại trung tâm cũng như là các cái quận khác của phía Bắc Cali quý vị ha. Nó nằm trên cái trục đường nó gọi là xa lộ tiểu bang, xa lộ liên bang 101. Và kẹt xe như vành đai 3 luôn. Cái gì vành đai 3? Thật ra nhà hàng cách đây cũng khoảng 5 cây thôi. Nhưng mà chúng ta thấy xa lộ của Mỹ không ạ? Rất nhiều làng như vậy vẫn kẹt xe nha. Nhất là bờ Tây, nhất là thành phố Los Angeles, thành phố San Francisco kẹt xe thì mỗi bên có thể là 6-7 làng. Nhưng mà vẫn kẹt xe là kẹt xe. Tại vì dân số là tập trung bờ Tây rất đông. Riêng bang Cali này là gần 40 triệu dân rồi.
chiếm khoảng 12% dân số của toàn nước Mỹ. Bây giờ ít cái đoàn nào mà dám ở trong trung tâm San Francisco lắm. Tại vì thật sự ở trung tâm San Francisco thì tiện cái đi chơi, nhưng mà tối thì hơi nguy hiểm, tại vì bây giờ dân cư đông ấy, ngoài đường lang thang, thỉnh thoảng nó cướp giật chất lộn. Bởi vậy thì các đại Việt Nam qua đây thường hạn chế cũng ở trong trung tâm thành phố. Còn ba là vấn đề là tiền mắt thì không nói gì, nhưng mà vấn đề là an ninh nữa, an toàn. Lộn cộm nhá, siêu cường thế giới mà lộn cộm thật. Hello. Mưa to quá các bạn ạ. Nước Mỹ đón chúng tôi bằng một cơn mưa siêu to. Ai là mưa to quá. Đoàn mình đến một cái nhà hàng phở Việt tên là Bến Tre ở San Francisco. Quán phở bên Mỹ sẽ có khác gì quán phở Việt Nam không nhá? Đây. Đấy, bắt phở đây. Đấy. Bắt phở nhìn như cái thau giặt quần áo to vậy. Bắt phở này làm 8 người. Bắt phở to vãi trưởng rồi nhỉ. Đây là phở sợi nhỏ. À. Đây, phở này thì ăn cùng với rau rồi thì giá các thứ như ở miền Nam ấy các bạn ạ. Người Việt cái này cho thêm chanh nữa luôn. Đấy, xui. Bác này chanh ạ? Đây, của bác đây. Chơi bác. Cái phở to dã man. Miếng thịt này. Đấy. Cái cho bự luôn. Cái thịt to vậy. Đây. Ăn đi anh. Rồi, nhìn cái sợ. Anh chụp chụt cái ảnh này tí. Mặt phở to, to bự luôn. Ăn đây ăn cho giá. Dạ. Được bao nhiêu ăn mà đang có phải bắt ăn hết không? Dạ lúc không ngon nhạc đó. Không ngon của mình. Dạ. Mình ngon. Hả? Đây này, đây này. Bắt bỏ to, dã man. Còn tương ớt là cái kia, cái bên trong đấy. Ăn to vào cái này thì vâng. Phở đây là phở sợi nhỏ các bạn ạ. Phở đây là phở sợi nhỏ, trông như kiểu bún ấy. Ờ, đây, thịt to. To và mặn. Anh vẫn thích phở trâu ở chỗ sân bóng đá hơn. 70.000 cây sang ăn bắt phở bò. 70.000 cây sang ăn bắt phở bò. Nhưng mà thịt bò nó ngon đấy. Bò mềm nhỉ? Còn ăn nó khác hơn. Bò thơm á. Dầu, dầu á. Cho cả dầu á. Bố mình bị giữ mất bật lửa ở Đài Loan nên bây giờ mình sẽ thử đi tìm bật lửa ở bên này xem. Đây là tiệm tiểu siêu thị ấy. Hoa quả các thứ. How much? Can I use visa card? Minimum 5 dollars.
wifi luôn à? Thêm đồ thì... Yes, one more. Một cái nữa để cho nó đủ 5 đô thì mới quẹt được. Nên lấy thêm một cái đấy. Ok. Ngô này, đây có ngô này. Đấy. Nước Mỹ gọi là nước Mỹ siêu cường nhưng toàn vô gia cư ngồi lề đường. Đây, khách sạn mình ở tối nay ở San Francisco tên là Hilton. Đây, trong khách sạn này. Nghỉ giải lao luôn. Đây là đường cao tốc Mỹ này các bạn này. Có 1, 2, 3, 4, 5 làn. Và một làn khẩn cấp. Đó. Chạy 100 cây nhìn như không rồi. Đấy, xe buýt này đang chạy xe này đang chạy 100 cây là 60 mai. Còn những xe khác chạy nhanh hơn về độ 120 một giờ, 120 cây một giờ. Đó, nhanh không? Trông cứ như không nhỉ. Nhưng mà vẫn tắc các bạn ạ, nếu hiểu kiểu gì. Đến giờ cao điểm vẫn tắc y hệt kiểu vành đai 3 các bạn ạ. Nhưng mà tầm này thì là 8 giờ rồi, cho nên là nó cũng bớt tắc hơn hẳn rồi. Có đại lộ tên là đại lộ con hàu luôn. Ở những xe trông kiểu thấy mỗi ở Mỹ vì có ở Mỹ những cái xe trông kiểu nó đặc thù thật. Đây, sau 3 lần đổi khách sạn thì cuối cùng mới đến đúng cái khách sạn hôm nay. Nó bị nhầm các bạn ạ, nhầm địa chỉ. Nếu được cái gì đổi 3 lần khách sạn, cứ dỡ vali lên lại cho vali xuống. Đấy, tập thể dục luôn. Đây. Vẫn là khách sạn của Hilton. Nhưng mà tên là Double Tree. Khách sạn đây có mua bán nước ở trong ngoài luôn này. Đó, bánh kẹo các thứ, burrito thì Snickers, cappuccino của Starbucks này, những cái bánh gọi là sandwich. Đó, mì hộp này, có cả mì hộp này. Nhưng nhìn mấy hãng này trông không quen lắm. Các cái thể loại bim bim các kiểu luôn. Đó. À, có ATM rút tiền này các bạn này. Đây là cái gì? Thuốc. À, có bán cả thuốc luôn này. Đây thì các loại bao cao su. Thôi, giờ cho đồ lên phòng đi các bạn ạ. Bánh cookie welcome. Đó. Bạn sẽ phát cho mỗi người một cái bánh cookie. Bánh cookie chào mừng. Mời các bạn xem khách sạn miền Mỹ như thế nào. Đây là phòng tắm. Phòng tắm, dầu gội này.
sữa tắm nó. Ơ khoan, ở Mỹ bọn nó đếch dùng vòi rửa đít. Không, không thấy. Đặc biệt là bên này nó có cái cục sưởi hay cục điều hòa gì to cả. Nó đặt dưới đất nhá, không phải đặt trên này như ở Việt Nam đâu. Xì luôn. Mà các bạn muốn dùng cái gì thì phải bật từng cái một nhá. Nó không có công tắc tổng như ở Việt Nam. Ví dụ muốn bật đèn, bạn phải tự ra bật đèn. Đó. Mà các bạn biết tại sao điều hòa ở Mỹ nó lại để dưới đất không?